Anh dừng xe tôi vì lý do gì đây Kiểm tra giấy tờ anh. Theo kế hoạch ạ. Theo kế hoạch à? Anh Vâng. cho tôi xem kế hoạch kiểm tra giấy tờ đâu. Cái gì anh? Tôi phạm lỗi gì không nhỉ? Kiểm tra giấy tờ Tôi theo phạm lỗi kế gì hoạch không của anh được trưởng dừng công an tôi huyện. phạm lỗi gì không anh được dừng xe tôi. Anh thế nào mà phải phạm Tôi lỗi không có cả gì ạ? cả, bữa tôi đang đi bình thường, Đây anh anh có phạm là luật, tôi phạm lỗi gì không? đội trưởng của tôi. Rồi, đội trưởng anh làm việc chào tôi. anh. Vâng. Rồi, chào anh. Bữa tôi hỏi anh này, bữa anh này đi dừng tôi thứ nhất tôi phạm lỗi gì không? Không, tôi ra hiệu lệnh dừng anh trước. Rồi, bây giờ đến anh mà tôi phạm lỗi gì không? Chúng tôi kiểm tra hành chính giấy tờ xe của anh. Rồi, tôi nhất trí. Anh cho xem đề chuyên đề chúng của anh tôi không? Có kế hoạch. Được rồi, kế hoạch anh cứ xem chuyên đề. Vâng, anh xem thì nếu anh cần xem tôi sẽ cho anh xem. Rồi, anh xem cho anh quyền kiểm tra tôi. Nhất yên để tôi nói. Rồi. Nếu anh nói xong rồi để tôi nói. Anh là gì nhỉ? Trung úy Đoàn Đức Thọ à? Rồi nhá, anh được rồi, anh cứ làm việc đi. Trung úy Đoàn Đức Thọ. Vâng, tôi là Trung úy Đoàn Đức Thọ. Nếu anh cần tôi sẽ cho anh xem rồi. Có thông tư 65. Rồi. Theo điều 14 về rồi, cái việc rồi. Dừng xe của lực lượng cảnh sát giao thông rồi, vâng. Tuần tra trên đường. Rồi, anh cứ nói thứ đi. Hai là chúng tôi cho anh xem kế hoạch giáp danh về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Rồi. Thứ ba, chúng tôi cho anh xem về kế hoạch tuần tra kiểm soát giao thông rồi. Của lãnh đạo đơn vị chúng tôi. Rồi, nhất trí. Bây giờ này nha, tôi phải nói một này. Vâng. Thứ nhất là tôi phạm lỗi anh mới được dừng. Chính xác. Và cái thứ hai, anh cứ để tôi nói đã. Vâng, anh cứ nói. Phải có là chuyên đề của anh hôm nay là được phép kiểm tra hành chính của tôi là phải từ công an trưởng công an huyện trở lên ký. Anh hiểu chưa? Đúng rồi ạ. Được, thế tôi bây giờ tôi không phạm lỗi, anh không được quyền bắt tôi phạm lỗi. Đúng chưa? Tôi nói không được anh, dừng khi tôi phạm nói lỗi. Với anh này, rồi. Tôi sau khi dừng xe tôi yêu cầu anh xuất trình giấy tờ xe. Rồi. Trách nhiệm của anh phải xuất trình giấy tờ. Nếu thế anh nói anh tôi nó nói anh thì nói thế là sai. Sao lại sai? Anh được quyền dừng tôi khi tôi phạm lỗi. Anh hiểu chưa? Và thứ hai là anh phải có nếu mà anh kiểm tra hành chính tôi là anh phải có chuyên đề và của công an trưởng công an huyện ký. Tôi nói rồi, tôi sẽ có 3 loại kế hoạch. Anh cứ tôi không anh trình sai, dấu. Anh sang, rồi, anh nhất trí. Anh xem. Còn tôi không phải là tôi, anh thích dừng ai là dừng đâu nhá. Còn không phải là tôi nhất trí luôn, nếu anh đầy đủ tôi, nếu mà anh có tôi chơi. Đồng chí lấy máy quay, quay lại trường hợp này. Rồi, nhất trí luôn. Đây là những tài liệu này của anh khi anh quay phim nhá, nếu tôi sai. Tôi nhất trí, tôi sai, tôi phạt, tôi sai tôi chịu phạt. Nhá, thế còn nếu anh quay phim này nhá, nếu không được sự nhất trí của tôi anh không. Nè, anh đây làm nhiệm vụ, tôi là nhân dân quyền giám sát các anh làm nhiệm vụ. Ok. Rồi, ok. Anh cứ quay lại trường hợp này cho tôi. Quá ok luôn. Anh chưa được quyền hỏi cái tên tôi. Đây thứ nhất. Rồi. Anh vào đây. Rồi đâu? Xem chưa đây, hôm nay kiểm tra hành chính đâu. Không, anh bình tĩnh. Rồi. Thứ nhất làm việc. Anh cứ đứng ra không anh phải nắm chắc. Rồi rồi, tôi nắm chắc tôi mới cãi với các anh. Đây anh nắm chắc thông tư. Rồi. Thứ nhất đây là thông tư 65. Thông tư rồi. Ngày 30 tháng 10 năm 2012 về quy trình tuần tra kiểm soát giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi khi tuần tra trên đường. Rồi. Tôi cho anh xem, anh phải đọc kỹ. Tôi nhá. Anh cứ coi đi. Nhá, chúng tôi đi làm phải có văn bản, chúng tôi phải có kế hoạch. Rồi. Kế hoạch đâu? Tôi cho anh xem đấy, cái lợi để cho anh xem các trường hợp chúng tôi được rồi, dừng rồi. Phương tiện anh nhá. Rồi. Các trường hợp được dừng phương tiện rồi. Là cán bộ thực hiện tuần tra kiểm soát được dừng phương tiện để kiểm trường. Soát trong rồi. Các trường hợp sau. Rồi. A. Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện thiết rồi. Bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện ghi nhận được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. Tôi thì tôi hỏi được rồi. Tôi bỏ qua cái vấn đề đấy. Tôi hỏi anh là tôi có phạm luật gì không? Để đọc nốt. Không, đấy là từng đấy, đợi, mình nói đến nói từng cái công đoạn một. Đấy là một. Còn anh này nhá, anh đề nghị anh quay sang mặt tôi ra. Đấy, tôi đấy. Động anh đứng đi ra, đứng tôi đi ra. Động vào anh. Nhưng mà anh đừng có dí kiểu này. Tôi dí đâu? Thế còn anh đây sao? Anh còn nói đây này, mày tôi nó kém. Mày kém gì thì kém thì anh đừng có đứng cả dí mặt tôi. Đây, B. Rồi. Kế hoạch mệnh lệnh tổng kiểm soát của cục trưởng rồi. Cục cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt rồi. Hoặc giám đốc công an cấp tỉnh trở lên. Rồi. C. Thực hiện kế hoạch phương án công tác của trưởng phòng hướng dẫn rồi. Và tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông thuộc cục cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt trưởng rồi. Phòng cảnh sát giao thông hoặc trưởng công an cấp huyện trở lên rồi. Về việc kiểm soát xử lý vi phạm giao thông pháp luật về giao thông đường bộ rồi. Theo chuyên đề rồi. D. Có văn bản của thủ trưởng rồi. Có thủ trưởng cơ quan điều tra rồi. Từ cấp huyện trở lên văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện để kiểm soát phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự. Anh này là anh Nguyễn Việt anh à, số quân nhân là 18117. Đó 180117. Của cơ quan. Quay vào đây, quay vào trong. Nếu mà nhìn cái tác phong của anh là nếu mà tôi quay lên trông anh như một thằng hề. Đây tôi để cho anh quay. Nhưng mà anh chẳng... anh phải uốn éo thế. Đây tôi để tôi giơ lên cho anh nhìn nào. Tôi không có gì mà tôi để chỉ anh quay tại vì tôi chẳng nhìn lại. Còn anh này đâu, anh tự bảo là chuyên đề ở đâu rồi tôi xem là trưởng công an huyện này ký cho anh được quyền kiểm tra hành chính tôi không đây. Chúng tôi có kế hoạch. Rồi. Kế hoạch đây. Yên tâm. Còn anh không phải thích dừng ai là dừng đâu nhá. Có kế hoạch tuần tra kiểm soát được. Rồi, đây. Tôi có bảo ở đâu? Nếu mà các anh thì đủ tôi xuất trình. Đây mà anh xem. Đâu? Đây, kế hoạch của tôi đây. Đâu? Đây anh chỉ xem thôi. Không, anh phải đọc chứ không được sao? Kế hoạch, kế hoạch đâu? Đây anh đứng đây nhìn này. Không. Động vào. Tôi phải được đọc.
bây giờ anh thì làm tôi được cái của tôi. Thế anh để tôi đọc, anh có gì đấy, anh phải dư đây. Anh xem thôi, đây kế hoạch không. Của tôi là một. Rồi, cái hai của... là kế hoạch tuần tra kiểm soát giao thông rồi. Của tôi là hai nhá. Rồi, tôi không đòi đọc những kia, tôi đọc cái kế hoạch tuần tra giao thông ngoài đây. Kế hoạch của tôi được phép tuần tra trên đường. Đâu? Anh có đưa cho tôi xem đâu? Tôi đưa cho anh xem rồi. Tôi chưa đọc gì cả. Anh cứ đưa tôi đọc kia xem có. Có xuất trình cái tờ cho tôi không? Anh đưa tôi đọc chưa? Hôm nay vì lý do gì? Anh không phải thích dừng là dừng đâu nhá. Bây giờ anh không xuất trình cái tờ đi. Anh đứng lại đi anh. Đúng không anh? Tôi không phải không xuất. Bây giờ anh không xuất trình cái tờ đúng không? Bây giờ như này nhá. Bây giờ tôi yêu cầu xuất trình cái tờ, anh xuất trình tôi chưa. Không? Vì lý do gì? Không xuất trình cái tờ xe lấy công. Nếu không xuất trình cái tờ tôi lập biên bản cho xe của anh. Này, các anh không phải thích dừng là dừng đâu nhá. Tôi nói luôn anh xuất trình cái tờ tôi không? Tôi đã cho anh xem phối hợp. Tôi chưa. Nhá. Không. Này. Không phải nói để tôi đang làm việc. Tôi đang đầy đủ tất cả mọi đây vấn này. Đề cho anh. Anh này quay cho tôi nhá. Đây nhá, anh xuất trình cái tờ rồi. Bây giờ tôi hỏi là tôi anh dừng lý xe tôi bị lo gì? Nói luôn tôi có kế hoạch. Không phải nào? Tôi chưa thực đọc thì tôi chưa đọc. Tôi chưa đọc. Anh cứ đưa tôi đọc, anh đem hình tôi đọc. Không phải anh thích tôi nói anh không phải được giám sát tôi mà tôi này, anh muốn anh nhá, tôi là nhân dân tôi quyền giám sát bây anh làm việc của anh nhá. Bây giờ tôi yêu cầu anh không phải anh thích dừng bây giờ xuất trình cái tờ anh xuất trình cái tờ cho tôi không? Nhân dân là có quyền giám sát. Bây giờ không giám sát bình thường. Tôi đã cho xem quyền giám sát. Bây giờ tôi đang đọc đâu? Anh chưa được đọc. Chưa được đọc. Tôi để đấy anh xem rồi. Không. Kế hoạch của tôi. Thế bây giờ đây, đây. Xem là phải đọc. Xem là phải đọc kỹ chứ. Có phải cái chuyên đề hôm nay mấy anh được kiểm tra hành chính tôi không? Tôi nói nhá, hôm nay là anh đây nếu đấy tôi không phải lỗi anh. Nói luôn bây giờ anh có xuất trình cái tờ cho tôi không? Vì lý do gì? Nếu anh không xuất trình cái tờ, anh không được động vào xe. Anh bỏ xe lại. Không được động vào xe đâu. Bây giờ anh tôi hỏi anh vì lý do gì anh đòi xuất trình tôi? Yêu cầu xuất trình cái tờ tôi. Này đây là nhân dân nhá. Này cái gì anh ơi? Em ơi. Đây, đây nhân dân với nhau hôm nay xem này không có lý do gì bắt xe đâu nhá. Người ta đã đưa kế hoạch cho xe. Kế hoạch tôi đọc chưa? Anh nói cái gì mà em ở đâu đến đây? Em ở đây đấy. Chú là người thì thấy này thôi. Vì lý do gì? Làm sao anh hỏi thế nào nào nhỉ? Tôi có quyền, bọn tôi có quyền giám sát anh đấy. Anh kiểm tra hành chính đi. Vâng. Được rồi, tôi sẽ kiểm tra hành chính. Bây giờ anh lấy quyền gì kiểm tra hành chính tôi. Bây giờ chuyên đề của anh đâu? Trưởng công an quý huyện trở lại ký cho em mới được kiểm tra nhá. Còn tôi không phải lỗi thông gì cả. Tôi đã cho anh xem ba. Anh có cho tôi xem anh đọc tôi cho đang nhìn kỹ đâu. Tôi 65 rồi. Tôi không xem thông tư kế hoạch giáp danh rồi. Tôi không xem thông tư gì cả. Anh xem kế hoạch tuần tra của tôi. Anh không phải là tôi rồi. Bây giờ nhất trí. Anh giám sát chúng tôi, chúng tôi đã anh kiểm tra hành xem... anh kiểm tra hành chính gì? Vâng. Đây là kiểm tra hành chính thôi nhá. Còn tôi không phạm lỗi thông gì nhá. Đúng rồi, nếu phạm lỗi tôi đã thông báo cho anh rồi. Hành chính thì bây giờ này, anh biết hành chính là phải từ cấp huyện, cơ quan trưởng công an huyện trở lên đúng không? Anh yên tâm là chúng tôi đi làm là phải có sự phân công của lãnh đạo. Không, tôi có bảo thế nào đâu. Thế còn bây giờ này không khó, không có cái gì khó khăn về cái việc xuất trình ba loại giấy tờ khi tham gia giao thông. Làm đéo hết. Xe mô tô anh điều khiển gồm có giấy phép lái xe là một. Đăng ký là hai. Bảo hiểm là ba. Anh xuất trình nhanh ở đây, xong tôi mời anh đi. Tôi không phải là tôi cờ không. Không có. Tự nhiên tại sao anh cứ phải khó khăn thế nhở? Không phải, nhưng mà các anh này chúng tôi đã xuất trình đầy đủ kế hoạch. Chưa, anh chưa trình đâu. Kế hoạch giáp danh. Bây giờ anh nói anh có quyền kiểm tra tôi và tôi có quyền kiểm tra đây. Tôi đã cho anh xem rồi. Đâu? Thì anh cứ đưa tôi xem chưa được. Tôi sờ vào anh này không cho tôi sờ nữa, tôi kiểm tra cái gì? Tôi chỉ cho anh xem kế hoạch của tôi thôi. Anh đâu chả anh ngồi anh để trong xe nhá. Đây tôi quay từ đầu nhá. Tôi chưa được xem anh thọ nhá. Anh thọ nhá là số quân nhân này 183724 công an huyện Thanh Sơn nhá. Tôi nói anh này nhá. Nói đơn giản thế này để anh biết này. Rồi. Riêng những cái kế hoạch này liên quan đến những cái tài liệu bí mật. Đây này anh quay tôi. Không, kiểm tra này cháu không việc cái gì mà tặng quan là cứ ai là không bí mật cả. Không phải. Bây giờ này anh xuất trình cái tờ thôi. Thứ nhất, nhớ các anh đây là các anh đi làm chui thì sao? Tôi nói thế đấy, bởi vì anh không có kế hoạch gì các anh đi ra đứng đường anh kiếm tiền thì làm sao? Các anh còn nếu mà tôi phạm lỗi tôi là các anh phạm lỗi tôi công nhận. Bây giờ anh xuất trình ấy cho tôi đi. Xuất trình giấy phép lái xe đăng ký bảo hiểm đi. Bây giờ anh cứ đưa tôi xem cái chuyên đề hôm nay anh được kiểm tra hành chính tôi ở đây đã. Kiểm tra hành chính nhá, còn đồ giao thông là tôi không phạm lỗi đấy, anh không được dừng tôi đâu. Không có một cái lỗi gì anh dừng đâu. Nếu tôi đã thông báo với anh là rồi. Nếu vi phạm lỗi giao thông thì rồi. Tôi thông báo ngay sau rồi. Khi tôi dừng xe. Bây giờ anh tôi nói này nhá. Nếu mà anh đòi kiểm tra hành chính tôi, anh được đòi nhưng mà tôi chưa đọc cái chuyên đề của anh đâu nhá. Anh chỉ ngồi cái tôi sờ anh này anh không cho nhá. Bây giờ anh có xuất trình giấy tờ không? Anh cứ đi kiểm tra thử cho xuất trình. Tôi sai tôi nổ, tôi sai tôi thiếu tôi phạt luôn. Anh nhất trí chưa? Bây giờ anh cứ lấy giấy tờ ở đây. Nếu đầy đủ tôi mời anh đi. Anh lấy gì mà sao lại dám tự nhiên anh bảo là anh đòi kiểm tra chính tôi à? Chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi tuần tra kiểm soát. Tuần tra phải có lệnh của trưởng công an huyện trở lên. Anh tại sao anh cứ phải? Không, đấy là tôi nguyên tắc thực thể tôi. Anh tại sao lại cứ luật Việt luật giao thông đường bộ là quy định trường hợp không anh để tôi anh cứ để tôi nói đã. Luật giao thông đường bộ là được dừng xe khi có tín có biểu hiện vi phạm luật giao thông là một. Kiểm tra hành chính là phải có chuyên đề của trưởng phòng quan huyện trở lên. Thôi,
Bây giờ tôi nói thật với anh đấy. Tôi nói với anh nhé. Còn nếu mà tôi sai tôi phải chịu trách nhiệm, tôi nộp phạt. Còn các anh không phải là cứ thế dừng bơi, anh đòi xem của tôi nhưng mà tôi đòi xem anh kia nhưng không cho tôi cầm kìa. Tôi biết là cái anh có được kiểm tra hành chính như đây không? Anh cứ phải thích kiểm tra là kiểm nó tôi phạt, sai tôi phạt. Chứ không phải là các anh cứ thích sai chỉ luôn không? Có cái gì? Mất thời gian còn không phải thích là kiểm tra đâu.